truyện Xuyên Việt Chi Tiểu Hầu Gia Đương Gia Tác giả Tử Sắc Một Ốc Người Dịch Một Nhiên Chương 516 Đêm trước kết thúc 2 Cổ Tổng quản Hồi xưa là quản gia Tề Vương Phủ Mà nay là nội thị thân cận bên cạnh Hoàng thượng trưởng quay làm việc ở vòng Nguyệt Lâu Đương nhiên cũng từng nghe qua Hiện tại ngây ngốc quỳ trên mặt đất bởi câu nói của cố quận thần Chưa kể Ai có thể sai khiến cổ tổng quản? Tây vương điện hạ trong truyền thuyết phong quan tể nguyệt, mà nay tây vương điện hạ trở thành hoàng thượng dựa theo tuổi tác cộng với sự xuất hiện của vị thanh niên bên cạnh dựa vào tướng mạo mà nói lý tiểu hậu gia trong truyền thuyết tướng mạo tướng mỹ bùng một phát trưởng quầy quỳ xuống đất thảo dân không biết hoàng thượng giá lâm không tiếp đón từ xa xin hoàng thượng thứ tội không ngờ trưởng quay vọng nguyệt lâu khá thông minh cố quận thần mở miệng người không biết không có tội đứng dậy đi ta ta hoàng thượng nhưng mà hai chân như nhũng ra, không đứng nổi, làm sao đây? trưởng quầy hơi bối rối, không cần để ý chúng ta, cứ xem chúng ta như khách nhân thông thường thôi, một tháng mười vạn, phân thành mười hai tháng, nhớ đưa vào hoàng cung là được. Lý Lạc nói, không không không, sao có thể khất bạc của các ngài, Thảo Dân lập tức bẩm báo cho lão bản, không cần. Lý Lạc nói, các ngươi mở cửa làm ăn, chúng ta làm khách nhân, không cần đối đãi đặc biệt, an tâm đi tạ hầu gia mặc dù lý lạc nói như vậy nhưng trưởng quầy vẫn rất chiếu cố quyết định lập tức báo cáo cho lão bản còn lý lạc cố quận thần và tiểu ân ân thì có một bữa trưa vui vẻ ở vòng nguyệt lâu rời khỏi vòng nguyệt lâu tiểu ân ân đi đường như diều gặp gió bởi vì trong tay có sáu vạn lượng cha con muốn mời bằng hữu trong học đường ăn cơm tiểu ân ân nói con đã nói với bọn họ rồi lúc đó kiếm được một trăm lượng con muốn mời họ tới vọng nguyệt lâu ăn một bữa. Không sao. Giao thiệp mời một bữa ăn, cách làm không tồi. Vậy thì ngày mai, trưa mai đến vọng nguyệt lâu, bữa tối nay không được, buổi tối không an toàn. Ngày mai là nghỉ cuối tuần, mọi người đều về nhà, vừa vẫn có thể ra ngoài. Dạ, cảm ơn cha. Tiểu ân ân rất vui. Tiếp theo, ba người tới học viện quân sự. Trận tỷ thí buổi chiều chưa bắt đầu, ba người lý lạc lại tới trường y thăm mạnh thần y. Đợi tới khi trận đấu bắt đầu, họ lại đến học viện quân sự cùng với mạnh thần y, hoàng thượng giá lâm. Các quan viên đến xem đều đã an vị, quan cảnh vô cùng sinh động. Hoàng thượng giá lâm, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mọi người hành lễ, miễn lễ. Cố quận thần nói, giọng nói của hắn hùng hậu nội lực, truyền đến trái tim mỗi một người. Nhất lại dư mẩn mẩn, thanh âm này y quá mức quen thuộc, rõ ràng y và cố quận thần chung đụng không bao lâu nhưng mỗi khi thức giấc lúc nửa đêm, hồi tưởng lại giấc mộng trước đó, đều là cố quận thần cùng giọng nói trầm thấp của hắn. Dư mẫn mẫn đột nhiên ngẩng đầu. Hoàng đế cao cao tại thượng cách y rất xa, không cách nào nhìn rõ tướng mạo. Trong đầu nhớ tới câu nói của Lý Lạc, nếu muốn gặp cố quận thần, chỉ có thể tỉ thí, chẳng lẽ hắn thật sự là hoàng đế. Trong phút chốc, dư mẫn mẫn không biết mình là cảm giác gì, rất bực bội, nếu nam nhân kia là hoàng thượng, thì người gọi là lý lục kia chính là lý lạc lý tiểu hầu gia nổi danh khắp thiên hạ người tự tin kiêu hãnh kia đích thị là lý tiểu hầu gia nổi danh cả nước sao? dư mẫn mẫn không biết cũng không dám tưởng tượng y rất sợ nếu quả thật đúng như vậy y lấy cái gì so sánh với người ta không một ai trong nước không biết đến câu chuyện về hoàng thượng và lý tiểu hầu gia tình cảm đó là thứ mình có thể chen vào sao dư mẫn mẫn bị đã kích không cần lý lạc tới đã kích chỉ cần để dư mẫn mẫn ở võ thí thấy cố quận thần chính là một đòn đã kích tốt nhất trận đấu tiếp theo dư mẫn mẫn không thể duy trì phong độ 4 vào hai y chẳng còn tâm trạng thi đấu y không có tâm trạng a à. lý lạc nói không phải ngươi cố ý sao cố quận thần trả lời hơn nữa đây cũng chính là kết quả ngươi muốn đúng không hôm đó lý lạc rõ ràng cố ý để cho dư mẫn mẫn nhìn thấy bọn họ hôm nay sau đó để cho y biết rõ thân phận bọn họ thử hỏi trên dưới cả nước ai dám tranh giành nam nhân của lý tiểu hầu gia chẳng qua là có chút thất vọng lý lạc nói nam tử hán đại trượng phu bởi vì một người đàn ông mà làm như vậy quả thực không nên lại bởi vì một người đàn ông ngay cả tâm tư cạnh tranh cũng không con kiểu người thế này sanh ra không nên là đàn ông lý tiểu hầu gia nghĩa bạc vân thiên tự nhiên khác người bình thường ở trong lòng lý tiểu hầu gia nam nhân không trọng yếu thế cái gì mới là trọng yếu thiên hạ chúng sanh cố quận thần hỏi là ngươi lý lạc trả lời vô cùng nghiêm túc ta chưa bao giờ thương hại thiên hạ chúng sinh bởi vì là con dân của ngươi cho nên ta nguyện ý thương tiếc nguyện ý chiếu cố nếu như có một ngày ngươi cố quận thần nói ta không muốn thiên hạ này nữa cũng không quan tâm thiên hạ này nữa ta sẽ tùy tay thu hồi lại sự thương hại cuộc đời một con người đúng là có rất nhiều sở cầu nhưng ta sở cầu chỉ có vậy nếu không thể yêu ngươi ta chẳng cầu thứ gì khác cố quận thần luôn cảm thấy lý lạc không bao giờ chịu nói lời dễ nghe nhưng là bây giờ hắn sai rồi lý lạc không phải không nói mà không muốn nói nhìn bây giờ đi lời âu yếm của hắn động lòng biết bao nếu không thể yêu ngươi ta sẽ cầu những thứ khác cho nên sở cầu của hắn chỉ có vậy vừa rồi trẫm nói đùa thôi lúc này đến phiên hoàng đế bệ hạ đầu hàng trước. Giữa bọn họ, nhìn như Lý Lạc nhận bộ trước, nhưng trên thực tế, ngay từ đầu cố quận thần đã bị quyết định phải đầu hàng trước. Bởi vì ngay từ đầu, sinh mạng của hắn chính là Lý Lạc. Vì vậy, hắn thà không có con còn hơn để cho hậu cung ba ngàn giai lệ chọc hắn phiền lòng. Hết thảy tất cả, đều kém hơn lạc nhi của hắn, nụ cười của một người. Ngươi, Lý Lạc nhìn hắn, nhẹ nhàng cười. Ta thế nào? Cố quận thần hỏi. Ngươi càng già càng vô liêm sĩ. Lý Lạc nói. Cố quận thần ngừng một lát, sau đó thương tâm, bởi vì Lạc Nhi nói hắn già rồi. Trên thực tế, Lạc Nhi 24, hắn 32, làm sao có thể không già? Hắn chỉ ước ao hai người cùng tuổi, sẽ không giống như bây giờ, bởi vì tuổi tác chênh lệch, mà có một ngày hắn sẽ rời đi quá sớm. Nếu có một ngày, ta rời xa ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Cố quận thần hỏi. Cái vấn đề này, Lý Lạc cho tới bây giờ chưa nghĩ qua, nhưng cố quận thần bây giờ đột nhiên hỏi tới, chọc ngực hắn đau nhói, cảm giác đau đớn dần dần xuyên khắp toàn thân, từng chút từng chút một. Cố quận thần không biết hắn đau lòng, hỏi một lần nữa, nếu có một ngày, ta rời xa ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Lý Lạc hồi thần, hỏi, ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử thì sao? Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, có được không? đó là suy nghĩ của lý lạc cố quận thần ngạc nhiên cho tới hiện tại hắn chưa từng nghĩ như thế có điều được hắn trả lời dứt khoát là loại cảm giác gì khiến hắn nghĩ mình rời đi trước cũng mang theo lý lạc lý lạc không quá ngạc nhiên với câu trả lời của hắn như thể đó là câu trả lời cố quận thần sẽ đưa ra bởi vậy lý lạc mới hỏi có lẽ hắn cũng có ý nghĩ tương tự như vậy khi chúng ta đầu thai mới có thể cùng đầu thai cố quận thần nói thêm như sợ Lý Lạc hiểu lầm, hắn nhàn nhạt giải thích. Đồng thời đầu thai, tức là cùng tuổi, đầu thai không muốn đợi ngươi đầu thai sau, chinh lệch biết bao nhiêu tuổi, một lần nữa lại để hắn rời xa Lý Lạc sớm, cảm giác đau đớn khôn nguôi. Tự như hắn trưởng thành, Lý Lạc còn nhỏ, lúc đó, hắn yêu không được, chạm không được, sờ không được, không thể làm gì hết. Khoảng cách ít hơn tám thật, thật sự là khủng khiếp. Bây giờ hắn có thể yêu, có thể chạm, có thể sờ, cuộc đời hắn mới dần dần có mùi vị. Sau đó, ba đứa nhỏ ra đời, Cố Quận Thần cảm thấy cuộc đời hắn chẳng còn gì hối tiếc. Vì vậy, hắn hơi hơi sợ chết, cũng không hẳn là sợ chết, là mà, nếu hắn chết, Lạc Nhi phải làm sao? Thân hình gầy gò nhỏ bé đó, Lạc Nhi gánh vác quá nhiều trách nhiệm, phải làm sao? Hắn vốn nên là một con rồng bay lượn tự do, nhưng lại bị mắc kẹt ở hậu cung cùng mấy hài tử. Cố Quận Thần không biết mình bị làm sao nhưng nhớ lại những chuyện này có lẽ hắn đã già thật rồi được rồi kiếp sau chúng ta phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm lý lạc nắm tay hắn suy nghĩ trong đầu hắn lý lạc hiểu bởi vì hiểu lý lạc mới đồng ý trao ra chân tình đồng ý cùng hắn sinh tử cùng ngày cùng tháng cùng năm đối mặt cái chết cần một loại dũng khí nếu không có dũng khí sống tiếp có nghĩa là có dũng khí tử vong nếu cố quận thần không còn lý lạc hắn không còn dũng khí sống tiếp chỉ có dũng khí tử vong. Khi đó, Tiểu Ân Ân và cặp song sinh đã trưởng thành, có lẽ khi đó, đích tôn tử tôn nữ của hắn cũng đã trưởng thành. Đáng tiếc hết thảy mọi thứ, ba mẹ hắn ở nơi kia không thể nhìn thấy. Nếu còn gì hối tiếc trong cuộc đời, có lẽ chính là điều đó. Hắn muốn biết ba mẹ mình có khỏe không. Trên đài cao, đế hậu nhìn nhau mỉm cười, hết thảy mọi thứ xung quanh không lọt vào mắt họ. Cho dù là trận tranh giải kích thích, ở trong mắt hai người, không có ý nghĩa gì hết đương nhiên trong đám người cũng có người quan sát bọn họ không khỏi xúc động tình cảm đó chính là thần tiên quyến lữ đúng không chỉ có lý tiểu hầu gia mới xứng với hoàng đế bệ hạ thâm tình hậu cung ba ngàn giai lệ chỉ có mình ngươi ai dám nói lý tiểu hầu gia mê hoặc quân vương chứ hắn là nam tử công ở xã tắc bởi vì hắn gả cho hoàng đế mới có công ở xã tắc nếu không thiên hạ sống chết liên quan gì tới lý lạc Võ Trạng Nguyên là ai, đã không còn quan trọng. Dư mẩn Mẫn bị loại trong vòng bán kết, vu không tiến vào chung kết, nhưng không diễn ra trận tỷ thí một chọi một, y không tham chiến. Người chiến thắng chung kết là một tên hát mã. Ngựa đen, tức người mới không biết danh tính. Đế Hoàng bổ nhiệm y làm tân khoa Võ Trạng Nguyên. Lúc tân khoa Võ Trạng Nguyên tạ ơn, y nói. Vi thần tới chỉ vì Lý Tiểu Hầu Gia, cảm kích ngày ấy đã hỗ trợ võ tướng cảm kích những gì ngày ấy đã làm cho võ tướng. Cha Vi Thần chính là một trong sáu vạn anh hùng Tây Bắc năm đó. Cả nhà chúng thần sống dựa vào quân lương kia. Từng năm từng năm trôi qua, là ngài không để cho chúng ta bị đông lạnh chết, đói chết, là ngài để cho ta có cơ hội đứng ở chỗ này. Ta thay thế tất cả tướng lĩnh Tây Bắc, thay thế thân nhân sáu vạn anh hồn, cảm tạ ngài. Chương 517, đêm trước kết thúc 3. Quá khứ sáu vạn anh hồn Tây Bắc một lần nữa bị đào lên. Năm đó, Lý Lạc 7 tuổi, Tân Thượng Thư tạo phản trong bãi săn hoàng gia, Lý Lạc chạy trốn khỏi bãi săn, trước vào kinh thành, báo cáo mọi chuyện cho Vu lão tướng quân. Để Vu lão tướng quân và hoàng tướng quân tới bãi săn cứu giá, còn mình thì tới Hoành Châu mượn binh trợ giúp Cố quận thần, lúc ấy là Tề Vương điện hạ. Sau sự việc đó, Tây Bắc tổn thất 6 vạn tướng sĩ, nhưng bắt được Phù Khâu. Có lẽ ở trong lòng mọi người, đó là đáng giá, dẫu sao Phù Khâu đã nằm trong tay mở rộng bờ cõi hoa quốc nhưng đối với lý lạc hắn đau lòng sáu vạn người cứ thế hy sinh sinh mạng không đáng tiền bọn họ chỉ đáng giá mấy chục lượng bạc tuy nhiên triều đình ngay cả mấy chục lượng bạc cũng phát không ra khi đó quan viên ai ai cũng từ chối bởi vậy lý lạc tổ chức quyên tiền phát lương cho quân lính tiếp theo là áo bông ra đời sau đó nữa triều đình có tiền hộ bộ bị chỉnh đốn khởi đầu thịnh suy của một quốc gia là khởi đầu thịnh suy của triều đình chỉ khi triều đình có tiền thì đất nước mới có thể tạo phúc cho trong họ tất cả mọi người có mặt đều im lặng họ đang hồi tưởng lại những điều nhỏ nhặt liên quan tới lý lạc không biết từ khi nào bọn họ đã quen với sự tồn tại của lý tiểu hầu gia cho nên mọi thứ liên quan tới lý tiểu hầu gia từng chuyện từng chuyện một đều là đương nhiên nhưng hôm nay có người đứng ra nói người đó vì ân mà tới mà hết thảy mọi thứ không thuộc trách nhiệm của lý tiểu hầu gia hắn không cần mọi người hồi báo nhưng làm người thì phải có lương tâm dư mẩn mẩn ngồi đó từ lúc bị thân phận cố quận thần và lý lạc kích thích cho tới hiện tại y chưa bao giờ xấu hổ như vậy y đối đầu lý tiểu hầu gia nói rằng y yêu cố quận thần đó chính là hoàng đế y cảm thấy mình tự như con cá hề xấu xí mà trọng yếu hơn cả lý lạc không vạch trần y sử dụng phương thức này nói cho y biết hắn khinh thường không để y vào mắt bởi vì trong mắt hắn chỉ có đế hoàng khó chịu bị lừa gạt nhưng không hẳn là quá khó chịu ít nhất thì không ai biết chuyện ngoại trừ lý lạc nếu lúc ấy lý lạc trực tiếp đuổi mình đi có lẽ y sẽ còn quay trở lại nếu lúc ấy lý lạc trực tiếp nói rõ thân phận rất có thể y sẽ cảm thấy bị lý lạc coi thường nhưng kết quả lý lạc sử dụng phương thức này khiến y rời đi không cách nào oán hận nói hay cố quận thần đứng lên các ngươi biết không, đời này có được hắn là may mắn và hạnh phúc nhất đời ta. Lần đầu tiên gặp hắn, ta 13 tuổi, hắn 5 tuổi. Trung Quốc công phủ có một hồ hoa sen lý đạm trồng. Ta với hắn đi ngang qua nhau, lúc ấy, hắn còn rất nhỏ, thậm chí không cao tới đùi trẫm. Khi đó, trẫm chưa có bất cứ ý nghĩ gì. Lần nữa gặp mặt, chính là ở ngự thư phòng. Hoàng thúc và chúng ta thương lượng sự tình, hắn đi tới tặng thức ăn, hoàng thúc rất vui mừng lần thứ ba gặp hắn là ở trung dũng hầu phủ hắn được phong làm hầu gia hầu phủ mở tiệc rượu khi đó hắn tiễn ta ra phủ tiểu hài tử nhỏ như vậy dắt tay ta để cho ta cảm thấy tay hắn vô cùng ấm áp khi đó ta bị trúng độc thân thể không tốt thân nhiệt quanh năm hạ thấp tự nhiên có một đôi tay ấm áp nắm lấy trẫm cảm thấy như một cái bếp lò thật ấm áp không muốn buông ra lần thứ tư gặp mặt hắn nói cho ta hắn có cách giải độc mà độc trên người ta, ngay cả mạnh thần y nghiên cứu cả đời cũng không ra giải dược. Lúc ấy, trẫm không tin. Về sau, hắn bị người ta bắt cóc mang đi bán. Lão Thái Gia Trung Dũng Hậu Phủ có một kế thất, kế thất đó là cô nương Khánh Bá Phủ, bà ta tái giá, có một đứa nhi tử với tiền trượng phu, nhi tử của tên kia bắt cóc hắn, mang đi bán. Khi đó hắn còn rất nhỏ, nhảy khỏi cửa sổ xe ngựa chạy trốn, nhưng không cẩn thận rơi xuống sông, bị nước sông cuốn trôi. Ta thức trắng đêm tìm kiếm nhưng không lấy, vô cùng lo lắng. Nói tới đây, cố quận thần hơi hơi ngượng ngùng. Khi đó, ta thương yêu hắn tự như đệ đệ. Tiếp đó, hoàng thúc tới quảng bi tự xem quẻ, quảng từ đại sư tính ra hắn đi xuôi theo dòng sông, trẫm vội vàng đi tìm. Khi ta trở về, hoàng thúc đã tứ hôn cho hai chúng ta. Lúc ấy ta cảm thấy thật hoang đường, hai nam nhân làm sao có thể ở chung một chỗ chưa nói đến việc ta mới 13 tuổi, hắn 5 tuổi. Nhưng ta không phản đối, thánh chỉ đã hạ, tuyệt không có đạo lý thu hồi. Hơn nữa ta nghĩ, bất kể là vị hôn thê, hay là đệ đệ, cứ thương yêu như nhau đi, coi như vương phủ nuôi thêm một người. Về sau tới Tây Bắc, Tây Bắc rất nghèo, không có cơm trắng, không có quân lương, vì vậy hắn nghĩ cách kiếm tiền, vì ta mà đưa gạo tới, vì ta mà đưa quân lương tới. Thật ra thì ta vẫn không nói cho các ngươi biết, khi đó, quân lương mỗi tháng ở Tây Bắc, không phải Tề Vương phủ xuất ra, mà là Trung Dũng hầu phủ xuất ra, toàn bộ đều là bạc của hầu phủ. Khi đó hắn nói, tâm nguyện lớn nhất của phụ thân hắn chính là các tướng sĩ Tây Bắc có cuộc sống tốt, nhưng bởi vì hắn còn nhỏ, không thể công khai. Tiếp theo tầng thượng thư tạo phản, hắn chạy trốn khỏi bãi săn hắn còn nhỏ như thế, trải qua những chuyện mà một đời người không thể trải qua. Ta yêu hắn rất rất yêu hắn. Không ai ngờ, cố quận thần lại tỏ tình với hoàng hậu ở ngay đây. Hắn không xưng là trẫm, mà dùng một thân phận bình thường tỏ tình. Lúc ấy, ta không biết hắn là hậu đại lạc tộc thần bí. Ta nghĩ chỉ cần chúng ta ở bên nhau, không có con nói giỏi cũng không sao. Ta có thể tìm người thừa kế thích hợp trong tông thất. Có điều không ngờ tới một ngày, hắn đột nhiên nói cho ta, chúng ta có thể có hai tử của mình. Khi đó, ta cao hứng như điên không phải vì ta muốn có hài tử chỉ bởi vì ta muốn có hài tử của hắn lý lạc ta yêu ngươi yêu đến mức những khi hèn mọn mà thấy sợ sợ có một ngày ngươi thấy ta già rồi nhưng cho dù ta già đi tới một ngày không thể bước đi ta vẫn yêu ngươi ta là hoàng thượng hoàng thượng miệng vàng lời ngọc tuyệt không đổi ý ngươi lý lạc trận tròn mắt cho tới hiện tại hắn chưa bao giờ nghĩ cố quận thần sẽ hành động công khai như vậy ngay cả thời điểm cố quận thần ở trước mặt hắn nói chuyện yêu đương nhưng chỉ là ở trước mặt hắn mà hôm nay hắn cắn thuốc ghen sao thấy lý lạc sững sờ cố quận thần mỉm cười hoàng đế bệ hạ mặt mũi anh tuấn ôn nhu nhìn ái nhân đó là ái nhân cả cuộc đời này của hắn đời này kết thúc còn có đời sau đời sau kết thúc còn có đời sau nữa hắn nhất định sẽ tìm kiếm cả một đời cuộc đời này của lý lạc chỉ cầu duy nhất một cố quận thần là đủ rồi trong thiên hạ chỉ có Lý Tiểu Hầu gia mới dám gọi thẳng tên Hoàng đế. Cuộc đời này của Lý Lạc chỉ cầu duy nhất một cố quận thần là đủ rồi. Đối với cố quận thần, đây là câu hắn muốn nghe nhất. Trời ạ, à, Hoàng thượng và Lý Tiểu Hầu gia tỏ tình kích động quá, không chỉ kích động, là vô cùng cảm động. Ta đang xúc động đây, ta cũng muốn có tình yêu, có ái nhân như vậy. Ta nữa, cái gì mà tình yêu khó nói đều là dối trá, yêu ai thì nên nói ra, nói lời dễ nghe mới có thể lay động lòng người ta nha dư mẫn mẫn nghe xong xấu hổ vô cùng giữa hai người họ trải qua hết thảy hoàn toàn không có chỗ cho y trên chân y thua không phải bởi vì y không tốt mà thua ở điểm xuất phát quá muộn hai người họ gặp nhau trong độ tuổi đó từng chuyện trải qua oanh oanh liệt liệt cố tình y còn tưởng mình có cơ hội có điều thua nhưng không mất thể diện có lẽ bởi vì lý lạc đồng thời dư mẫn mẫn hiểu ra một điểm lấy hoàng thượng làm hình mẫu nam nhân yêu nam nhân không cần cố kỵ nếu tương lai y lần nữa yêu thêm một người phải dũng cảm nói ra chứ không phải thầm lặng đứng nhìn người ta đến khi muốn nói thì đã quá muộn cơ hội sẽ không bao giờ chờ đợi ngươi mãi mãi hoàng đế rời đi mọi người mới hồi phục tinh thần dư công tử có người chặn đường dư mẫn mẫn là ngụy sinh dư mẫn mẫn biết đây là thư chủ tử ta giao cho ngươi thư chủ tử ngươi dư mẫn mẫn động tâm chẳng lẽ là hoàng thượng coi như buông tha nhưng nghe thấy cũng hơi hơi hồi tưởng ngụy sinh dường như đoán được suy nghĩ trong lòng y khẽ mỉm cười chủ tử ta họ lý người y thần phục không phải hoàng thượng là lý tiểu hầu gia thế sao Dư mẩn mẩn không biết là thất vọng hay là cái gì khác đa tạ y nhận thư lên ngựa rời đi cưỡi ngựa tới nửa đường mới mở thư ra nhìn bức thư của lý lạc rất đơn giản chỉ có một câu có thể nhìn trúng hắn chứng minh ngươi tin mất ha 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 Dư mẫn mẫn bật cười, buông tha tất cả mọi thứ. Không phải sao? Có thể nhìn trúng cùng một người với Lý Tiểu Hầu gia nổi danh thiên hạ, không phải y tinh mắt hay sao? Thiếu chủ. Thuộc hạ nhìn y, hơi lo lắng. Đi thôi, ta vốn là người trong giang hồ, tới nơi này làm gì? Náo loạn một trận đúng là chê cười. Từ nay về sau, thiên địa nhậm nhiệm tiêu giao không tốt sao? Dạ, dư mẩn mẫn thúc ngựa rời đi. Dạ, thuộc hạ theo sát phía sau làm thuộc hạ, chủ tử nói gì chính là cái đó, bọn họ không phát biểu. Ngày nay, khắp nơi trong kinh thành đều kể câu chuyện về Lý Lạc và Cố Quận Thần, kể về lời tỏ tình của hai người, kể về những câu chuyện cảm động giữa hai người, còn có cả câu chuyện của vị võ trạng nguyên. Ngày nay, nhà nhà đều bàn luận, Lý Lạc không quá lớn tuổi, mới 24, nhưng hắn trưởng thành sớm, năm tuổi bắt đầu, đi được 19 năm. Hắn đi 19 năm, quãng đường mà người khác không bao giờ đi xong, từng có nguy hiểm, từng có kinh tâm động phách, nhưng hắn giải quyết từng sự việc một, có khi tính mạng nằm trên bờ vực nguy hiểm, chờ người khác tới cứu hắn. Mà người kia chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, luôn kéo hắn lên khi cần, bất kể thế nào. Những gì đau khổ, bất kỳ nguy hiểm, hắn sẽ kéo Lý Lạc lên. Cố Quẩn Thần, cuộc đời này của Lý Lạc, chỉ cầu duy nhất một người, nếu người nọ không yêu hắn, hắn chẳng cầu thứ gì khác. Cố quận thần, cuộc đời này của Lý Lạc, chỉ một mình cố quận thần là đủ. Chương 518, đêm trước kết thúc 4. Tháng 9, vu lão phu nhân qua đời. Từ năm ngoái chịu đựng đến năm nay, chịu đựng đến khi vu khôn thành thân, chịu đựng đến khi chương vân vân mang thai, mặc dù không thấy mặt tầng tôn tử, nhưng vu lão phu nhân đã thỏa mãn. Hơn 80 tuổi, không mắc bệnh nặng gì, qua đời ở tuổi này, coi như đã chiến thắng nhân sinh dù sao tới đời vu khôn đã là đời thứ tư. Vu lão phu nhân tương đối hài lòng với Trương vân vân, xinh đẹp, rộng rãi, thân phận tốt. Tăng tức phụ tốt như vậy, bà cười không khép được miệng, đương nhiên cũng nhờ tức phụ đủ cường ngạnh. Vu lão phu nhân là ngoại nãi nãi của hoàng đế bệ hạ. Bà qua đời, hầu hết thế gia kinh thành đều tới thăm viếng. Tuy nhiên, chưa tới nửa tháng, vu lão tướng quân cũng đo. Lão tướng quân thân thể cường tráng, sao lại ra đi đột ngột. Có người nói, bởi vì phu nhân đã mất, ông ở lại chẳng còn ý nghĩa gì, không đau không bệnh, tự nhiên tử vong. Cùng tháng, hai vị trưởng lão vu gia qua đời, tăng sự chưa xong lại thêm tăng sự. Nhưng vu gia không quá buồn phiền. Lão nhân tới độ tuổi nhất định phải đối mặt với cái chết. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chỉ là, hai đỉnh núi dựa của vu gia không còn, vị ngoại tổ phụ cố quận thần tôn kính không còn. Vua gia không còn ở vị thế cao cao tại thượng không ai dám ác ý đã động. Nhưng vua gia còn vui trấn tây vì duy trì sức mạnh binh quyền cho cố quận thần mà bị gãy tay. Cố quận thần vẫn rất tôn kính y. Thân là ngoại tôn, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu ra đi. Hắn làm đế hoàng cũng phải thủ hiếu. Nhưng tháng 10 là đại thọ 60 của Thái thượng Hoàng Chiếu Ninh Đế. Bởi vậy không thể thủ hiếu quá lâu. Cố quận thần thủ hiếu 7 ngày. Trong 7 ngày, hắn chỉ ăn đồ chay. Đang nghĩ gì vậy? lý lạc thấy cố quận thần trong thư phòng cầm sách nhưng không động duy trì một tư thế ngồi rất lâu cố quận thần ngẩng đầu nghĩ đến ngoại tổ phụ hắn đáp thật ra trước đây ta không có ấn tượng gì về ngoại tổ phụ ta lớn lên trong kinh thành ông ấy luôn ở tây bắc vì binh quyền của phụ hoàng ông canh giữ tây bắc nếu phụ hoàng xảy ra chuyện tây bắc là nơi duy nhất có thể chống đỡ sau này ngoại tổ phụ hồi kinh ta từ từ làm quen với ông khi đó ta còn nhỏ cảm thấy ngoài tổ phụ giống như phụ hoàng vĩ ngạn tựa như một ngọn núi sừng sững trước mặt khiến ta an tâm vô cùng kế tiếp phụ hoàng xảy ra chuyện phụ thân ngươi xảy ra chuyện tây bắc giao cho biểu ca biểu ca trấn thủ tây bắc bởi vì ta mãi đến khi biểu ca gặp chuyện hai đời vui gia hết thảy mọi thứ đều vì đứa ngoại tôn là ta nếu mẫu hậu không gả vào hoàng gia có lẽ mọi thứ sẽ khác nếu mẫu hậu ngươi không gả vào hoàng gia trên thế gian này sẽ không có cố quận thần mà ta sở cầu, từng chuyện xảy ra đều tương liên với nhau, mới có hiện tại. Ta hiểu chứ." Cố quận thần nói. Chẳng qua là xúc động một chút, hắn dứt lời, dịu dàng nhìn Lý Lạc, nhắc tới, "Tháng sau là đại thọ hoàng thúc 60, ta định tổ chức lễ chúc mừng. Đại ca và tam ca hiện tại sống rất tốt, hoàng thúc có thể yên tâm hài lòng. Ông sinh thời lo lắng nhất chỉ có đại ca sa ngã, tam ca thì không cần lo." "Ừ." lâu rồi không gặp thái thượng hoàng có hơi nhớ lý lạc đáp ban đầu chiếu ninh đế đối xử với hắn rất tốt có lẽ bởi vì hắn là nhi tử lý hút nên được xem trọng vài phần được chiếu cố vài phần sau này hắn có năng lực chiếu ninh đế trọng dụng hắn không thể không nói chiếu ninh đế là một hoàng đế anh minh tâm ông không đặt trong triều đình thái tử yến truyền ngôi vị cho ông có lẽ cũng bởi nguyên nhân này thái tử yến vị hoàng đế khiến người ta không khỏi thắc mắc suy đoán theo truyền thuyết có những đánh giá khác nhau có khen có chê nhưng có một điểm phải thừa nhận tài thao lược của ông là vô song chiếu ninh đế thoái vị cố quận thần kế vị có bước nào nằm ngoài kế hoạch của ông đâu dùng đệ để bảo vệ đứa nhi tử duy nhất của mình đương nhiên đó là việc cả hai huynh đệ đã ngầm mặc định ông ấy tìm thấy nhị ca chắc chắn nhị ca đã dập tắt tâm tư kia sau đó đi qua nhiều nơi trở về thì ở thôn trang mỗi ngày ngắm mặt trời mọc rồi lặn Cố quận thần nói: "Ta mời ông ấy tới hoàng cung nhưng ông không chịu. Ông ấy nói, hoàng cung quy củ, bên ngoài tự tại. Ông chinh chiến xa trường mấy thập niên, đã quen cuộc sống không có quy củ. Thật ra ta biết, ông ấy là vì ta." Tất nhiên, Lý Lạc nói, bởi vì hoàng cung có hoàng thượng, có thêm thái thượng hoàng, những kẻ kia lại bắt đầu quấy rối. Một núi không thể chứa hai hổ. Tuy nhiên, bọn họ đã xem nhẹ tình cảm thúc chất hai người. Cố quận thần mỉm cười, không nói gì. Đối với hắn, chiếu ninh đế mặc dù là thúc thúc, nhưng không khác nào phụ thân. Phụ thân muốn dành mọi thứ tốt nhất cho nhi tử. Nhi tử cũng giống vậy, muốn bồi báo phụ thân những thứ tốt nhất. Hắn sẽ trông coi hoa quốc thật tốt, để cho hoa quốc trở nên thịnh vượng, hùng mạnh hơn. Hắn tin, hoàng thúc sẽ cao hứng. Chiếu ninh đế ở thôn trang đích thực là rất tùy ý tự tại. Hải công công hàng ngày ở bên cạnh ông. Mỗi lần cố quận thần tới thăm, Chiếu Ninh Đế đều nói thân thể mình tốt lắm, nhưng Hải Công Công biết, thân thể Chiếu Ninh Đế không tốt như bề ngoài. Năm xưa ở chiến trường, vết thương cơ thể chồng chất, chẳng qua là khi đó còn trẻ, không nhìn ra, căn bệnh ẩn bên trong khó phát hiện. Bây giờ lớn tuổi, các loại khó chịu đồng thời bộc phát. Võ tướng chính là như vậy, trẻ tuổi thì hơn ai hết, lúc về già bệnh nặng bệnh nhẹ. Giống như vu lão tướng quân, có thể sống tới gần 90 tuổi, thân thể không bệnh tật, quả thực là hiếm gặp. Chiếu Ninh đế ho khan một tiếng, nhận chén thuốc Hải Công công đưa tới rồi uống vào. Đây là thuốc mạnh đức Lãng kê đơn. Chiếu Ninh đế phân phó Mạnh Đức Lãng không được nói cho Cố quận thần biết tình huống thân thể ông. Mạnh Đức Lãng hiểu nỗi khổ tâm trong lòng ông, đồng ý giúp. "Lão gia, ngài uống chậm thôi." Hải Công công nói. Mấy năm rời nhà, ông đã quen gọi lão gia, trở về thôn trang vẫn luôn gọi Chiếu Ninh đế là lão gia. "Không sao, chỉ là một chén thuốc." chiếu ninh đế nói cố quận thần gửi thư nói hai ngày nữa tới đón ta về cung làm đại thọ sáu mươi cho ta đứa nhỏ này hãy công công cười nói hoàng thượng hiếu thuận biết ngài chỉ có một mình muốn ngài vui vẻ thôi mà đúng vậy lần này bình vương phi và vĩnh vương phi cùng nhau cử hành chiếu ninh đế nói nói ra thì cũng lâu rồi chưa gặp bọn nhỏ đúng rồi thái tử đã lớn còn có cặp song sinh của quận thần thật tốt quá Quận thần có ba đứa nhi tử, đúng là ta anh minh năm đó tứ hôn lý lạc cho nó, không thì làm gì có nó hiện tại. đúng thế, hết thảy đều nhờ công lao của ngài. Hải công công thở dài. Hiện tại chiếu ninh đế thường hay nhắc chuyện quá khứ, người già rồi, luôn hồi tưởng về ngày xưa, nghĩ tới chuyện trước đây sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. người nói, bộ dáng ba đứa nhỏ quận thần bây giờ ra sao? chiếu ninh đế lại hỏi. ngài muốn biết muốn vào cung sớm cũng đâu cần nguyên do. Hải công công đáp một câu, chẳng phải vì thân thể ta không tốt sao? Chiếu ninh đế nói, lý lạc là đại phu, thân thể ta thế này, nói nhìn một cái là biết, sao mà vào chứ? Hơn nữa, hai tử còn nhỏ, lây bệnh cho bọn nó không tốt đâu. Ngày mà đồng ý đi, hoàng thượng và tiểu hầu gia cao hứng không kịp, sao còn quan tâm cái này? Hải công công nói, ngươi không hiểu. Chiếu ninh đế nói lão nô không có con, dĩ nhiên không hiểu, nhưng lão nô hiểu tấm lòng của ngài với hoàng thượng và tiểu hầu gia. Lão nô nói không qua cũng coi như nhìn tiểu hầu gia trưởng thành. Lão nô thật sự rất nhớ tiểu hầu gia. Tuy không sánh bằng tình cảm của ngài, nhưng tấm lòng lão nô là chân thật. Hải công công trả lời. Người đang nói cái gì cái gì không có con, nô tài không có con, nói ra chiếu ninh đế lòng đau xót. Hải công công một mực đi theo mình, hơn 50 năm, từ năm đó được Hoàng Huynh chỉ điểm. Nhớ tới Hoàng Huynh, Chiếu Ninh Đế phát hiện, lâu lắm rồi ông không còn nhớ Thái tử Yến nữa, sao đột nhiên hiện tại lại nhớ. Có câu, người già rồi, thường hay hoài niệm. Có lẽ ông thực sự già rồi. Vài ngày sau, Cố Quận Thần và Lý Lạc tới. Hai người đích thân tới thôn trang đón Chiếu Ninh Đế trở về Hoàng Cung. Nhìn thấy hai người, Chiếu Ninh Đế mặc dù lo lắng lây bệnh cho bọn họ, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Các ngươi tới làm gì? Chiếu Ninh Đế hỏi. Không phải nói, ngày đại thọ ta sẽ vào cung sao? Sở dĩ Chiếu Ninh Đế đồng ý cố quận thần cử hành đại thọ là có ba nguyên nhân. Thứ nhất, ông không biết sang năm còn có cơ hội tổ chức sinh thần hay không. Có lẽ năm nay là lần cuối cùng, nên ông đồng ý. Thứ hai, đại thọ 60. Nếu ngay cả đại thọ 60 mà ông không đồng ý cho cố quận thần cử hành, người bên ngoài sẽ bàn tán cố quận thần thế nào? Nên ông phải đáp ứng. Thứ ba, ông thực sự nhớ mọi người, ông muốn gặp cố quận thần, lão đại, lão tam, đám nhỏ. như vậy, nếu có một ngày rời đi, ở dưới cử tuyển gặp mặt hoàng huynh, có thể kể cho hoàng huynh nghe sự tình của bọn họ. có điều, hoàng huynh qua đời nhiều năm, có lẽ đã đầu thai. nhưng nàng thì sao? nữ nhân ôn nhu, xinh đẹp, dịu dàng đoan trang. nữ nhân khi còn trẻ là tài nữ nổi danh kinh thành, nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. nhớ tới nàng chiếu ninh đế ấn tượng khắc sâu như thuở ban đầu. Khuôn mặt nàng vẫn còn rõ ràng đến thế, chiếu ninh đế chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu nàng. Ở trong lòng ông, nàng là đại tẩu, ông tôn kính nàng, kính yêu nàng. Nhưng dần dần, tâm tư ông thay đổi. Có lẽ nàng quá mức tốt đẹp, lòng ông kìm nén không được. Chẳng qua, phần tình cảm ấy bị chiếu ninh đế che giấu trong nội tâm, lúc trống trải cùng cô đơn, ông không khỏi luôn nghĩ tới. Hoàng thúc nói cái gì thế? Chúng ta tới đón ngài không phải chuyện bình thường sao? Lý Lạc nói, đi tới bên cạnh ông, nhưng sắc mặt từ từ trầm xuống. Chẳng trách hoàng thúc không chịu gặp ta, không chịu về hoàng cung, thì ra là thế này. Chương 519, đêm trước kết thúc năm, cố quận thần câu mày, hắn cũng nhìn thấy tình huống chiếu ninh đế. Thân thể vốn uy nghiêm đã gầy đi rất nhiều, tuy không tới mức gầy trơ xương như khúc củi, nhưng quần áo mặc dày tới đâu cũng vô ích. Trái tim cố quận thần khó chịu, rốt cuộc bởi vì hắn lơ là hoàng thúc đừng tự trách chiếu ninh đế cười nói thân thể ta ta hiểu không liên quan gì tới các ngươi chẳng qua là trước kia lao tâm mệt mỏi lưu lại di chứng tuy là thế nhưng hoàng thúc nên nói cho chúng ta biết lý lạc mở miệng nếu không chúng ta làm sao lại không tự trách trong lòng hoàng thượng ngài là trưởng bối hắn tôn kính nhất cũng là trưởng bối duy nhất ngài như vậy không phải làm hắn đau lòng hay sao ha 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 chiếu ninh đế cười to quận thần sẽ không nói mấy câu này nói tới tài hùng biện tìm kiếm toàn bộ kinh thành cũng không ra người thứ hai sánh bằng lý lạc ngươi lý lạc không nói nên lời hắn nói là đúng đạo lý có được hay không hoàng thượng và tiểu hậu gia nào mau vào uống trà hải công công thiếu chút nữa lão lệ tung hoành nhìn thấy hắn kích động vô cùng hải gia gia lý lạc thấy ông cũng xúc động không thôi nhớ năm đó Hải Công công là đối tượng hắn nịnh bợ. Trên thực tế, Hải Công công thỉnh thoảng có nhắc tới hắn ở trước mặt chiếu Ninh đế, nói không biết bao nhiêu lời tốt đẹp. Bởi vì có Hải Công công nhắc nhở, ấn tượng của chiếu Ninh đế về hắn càng ngày càng khắc sâu. Nhi tử Lý Húc đã sớm không còn là Nhi tử Lý Húc, hiện tại, Lý Húc là phụ thân của Lý Lạc. Đúng đúng, mau vào uống trà. Chiếu Ninh đế vui vẻ gặp lại hai người, quên mời hai người vào uống trà. Trà này là phụ cận mới đưa tới hương vị không tồi. trà ta phái người gửi tới đâu, hoàng thúc không nhận được sao? nếu không nhận được, nhất định có người âm thầm chiếm đoạt. nghĩ tới đây, cố quận thần tức giận. nhận được, chiếu ninh để nói, trà của ngươi đương nhiên là thượng phẩm, thượng hạng, nhưng mà uống quen rồi, trà này ở phụ cận còn tươi mới, rất thú vị. hải công công rót cho cố quận thần và lý lạc mỗi người một chén. lý lạc uống, không thấy có gì đặc biệt hắn không có bản lĩnh phẩm trà thật ra người hiện đại không nhiều người uống trà có rất nhiều thức uống hương vị khác nhau tuy nhiên người ta thường nói uống trà là một loại phẩm vị có đẳng cấp thế nào thấy lý lạc uống trà chiếu ninh đế hỏi tài ăn nói của lý tiểu hầu gia đương nhiên là cao cấp có hương vị chất phát tuy rằng không thơm bằng trà cống phẩm nhưng sau khi uống xong đổi vị cũng tốt tất cả đều là nói xàm cố quận thần âm thầm nghĩ căn bản chẳng có chút hương vị nào. Đánh giá theo khẩu vị trà của hắn, đây thực sự không phải là trà ngon, còn không bằng nước sôi. Đúng, ta cũng thấy vậy. Nào ngờ chiếu ninh đế cao hứng, chính là uống một thứ hương vị bình dân đơn thuần, là của người bình dân tặng cho, mùi không thơm cũng không là gì. Đó là tâm ý của bọn họ. Với lại, bọn họ tặng quà cho ta, cũng không phải nhắm vào thân phận Thái Thượng Hoàng. Ở chỗ này, mọi người không biết ông là Thái Thượng Hoàng, chỉ đơn giản là giao lưu bằng hữu. Hoàng Thúc và bọn họ kết giao. Cố quận thần nhìn Lý Lạc đang dũ dành chiếu ninh đế vui vẻ, hùa theo tán gẫu. Chứ sau nữa, cùng bọn họ làm nông, nhổ củ cải. Những thứ trước kia chưa từng thể nghiệm, bây giờ có thể làm, khiến ta không khỏi nhớ tới câu nói, được lòng dân được lòng thiên hạ. Chiếu ninh đế ẩn ý nói. Cố quận thần sửng sốt dây lát, thông minh như hắn, ngay lập tức minh bạch. Hoàng Thúc yên tâm, ta hiểu chiếu ninh đế vui vẻ yên tâm ta biết ngươi hiểu ngươi vẫn luôn thông minh như vậy trong số hài tử của ta và hoàng huynh ngươi thông minh nhất thiên hạ giao cho ngươi mới là tốt nhất ngươi xem ngươi không có chỗ nào khiến ta thất vọng ngươi cùng lão đại và lão tam sống chung hòa hợp bởi vì người ngồi trên ngôi vị hoàng đế là ngươi nếu đổi thành đại ca ngươi dị ca ngươi hoặc là tam ca có lẽ huynh đệ các ngươi đã sớm tương tàn hoàng thúc quá khen bọn họ đều rất tốt cố quận thần trả lời da mặt hắn chưa dày tới mức ấy chiếu ninh đế khen ngợi hắn cũng thẹn thùng tốt cái rắm nào người chiếu ninh đế văn lời thu tục chẳng có điểm nào tốt lão đại lão nhị có giả tâm lão tam không có chủ kiến bất quá lão tam còn có thể dạy bảo điều kiện tiên quyết là cần ngươi kiên nhẫn dạy bảo ta lúc đó không có tâm tư dạy bảo nhưng ngươi thì khác từ nhỏ đã phải chịu đựng những áp lực khác nhau nên từ nhỏ đã rèn luyện bản chất Ngươi sinh ra tôn quý, được hoàng huynh và phụ hoàng sủng ái, trong tất cả dòng dõi hoàng thất, ngươi là người được phụ hoàng yêu thương nhất, thậm chí vượt qua cả hoàng huynh. Bởi vì ta còn nhỏ, không hiểu cái gì, hoàng gia gia cưng chiều ta không thành vấn đề. Hai tử con nhỏ, cưng chiều không ra giả tâm cường đại. Cố Quận Thần trả lời, hắn đã sớm soạn sẵn lý do, nhưng phụ hoàng thì khác, ông yêu thương phụ hoàng sâu sắc, nhưng sợ phụ hoàng quá mạnh mẽ đạt mất danh tiếng của ông với thân phận là phụ thân ông yêu thương phụ hoàng nhưng với thân phận là quân vương ông đề phòng phụ hoàng đây chính là nỗi bi ai trong hoàng tộc nỗi bi ai trong lòng đế hoàng ngươi nghĩ đến chưa chiếu ninh đế hỏi tương lai ngươi sẽ lấy thân phận là phụ thân yêu thương thái tử hay lấy thân phận đế vương đề phòng thái tử không nghĩ đến cố quận thần trả lời thẳng thừng mỗi người có giả tâm khác nhau ta nghĩ cũng từng thương lượng với Lạc Nhi, đợi thái tử 10 tuổi, ta sẽ truyền ngôi cho nó, có sớm quá hay không. Chiếu Ninh Đế là người đầu tiên không đồng ý. Nó 10 tuổi, sao có thể gánh vác nỗi áp lực một quốc gia? Nó vẫn còn là tiểu hài tử. Không biết, cố quận thần trả lời. Hoa quốc hiện tại không phải hoa quốc năm xưa. Hải quân sắp thành lập, bộ binh và kỵ binh hùng mạnh, quốc khố sung túc. Tất cả những thứ ta và Lạc Nhi để lại, đủ để nó phung phí quốc gia. Chưa kể, nếu đợi ta già rồi mới thoái vị, ít nhất cũng phải 30 năm nữa. Lúc ấy, nó đã 40 tuổi, nhi tử của nó có thể kế vị ngai vàng. Lịch sử quốc gia này sẽ đánh giá nó thế nào? Hoàng đế 40 tuổi kế vị, không thể cống hiến được bao nhiêu, trong khi danh tiếng của ta và Lý Lạc lên tới đỉnh cao. Cho nên, chờ nó 10 tuổi kế vị, ta thoái vị, giao lịch sử quốc này cho nó viết tiếp. Nhưng mà, chiếu Ninh đế còn muốn nói cái gì? Hoàng thúc yên tâm. Lý Lạc nói, chúng ta đã thương lượng. Nếu gia trưởng quá mạnh mẽ, con nhỏ sẽ không tiến bộ. Thiên hạ sớm muộn gì cũng trao cho nó. Mà hiện tại, văn thì có chân luyện bạch, tô mộ, trương giảng cùng những người khác. Võ thì có ngao liệu, lý trường thành, lý đạm, nhân hương hầu, vu gia, còn có tân khoa võ trạng nguyên, đủ để nó đào tạo thế lực thuộc về mình. Cố quận thần nói thêm. Hơn nữa ngoại thích cũng không mạnh, lý gia có lý đạm hầu phủ không có người xuất thủ chương vân vân gã tới vu gia vinh dự vu gia và chương gia liên quan với nhau vu gia là phái đế hoàng sẽ không xuất hiện tình trạng ngoại thích kiền chính chưa kể ngự lâm quân có lý đạm lý đạm là tâm phúc của ta tự nhiên cũng nguyện trung thành với thái tử ngũ thành binh mã có lý trung minh sau lý trung minh có lý trường thành kế nhiệm lý trường thành là người trung tâm y trung thành với lý lạc tất nhiên sẽ trung thành với thái tử. Nội vệ ngụy sinh phụ trách thì giao cho Thanh Thanh. Thanh 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 có tình cảm với Lý Lạc, thật ra Chiếu Ninh Đế đã biết nhưng không nói ra. Có một nữ nhân âm thầm yêu thương Lý Lạc, cố quận thần khó có dịp không ghen tị. Thanh Thanh nhìn thái tử trưởng thành, xem nó như nhi tử, tất nhiên sẽ giúp nó. Trong ngoài phú cường, thái tử kế vị là điều dễ hiểu, cho nên các ngươi đã ăn bài xong. Chiếu Ninh Đế thở dài, có phụ thân mạnh mẽ như vậy, còn chỗ nào cần nhi tử lo lắng chứ? Kế tiếp, các ngươi muốn làm gì? vẻ mặt cố quận thần nhu hòa, lạc nhi luôn muốn ra biển, muốn nhìn phía bên kia biển. Ta đi cùng với hắn, ta thoái vị là 35 tuổi, không đi sẽ già mất, không còn cơ hội. Hơn nữa, bởi vì ta, hắn mắc kẹt tại hoàng cung, ta muốn hắn đi làm chuyện hắn muốn làm, thiên nam địa bắt nhậm tiêu giao. Chiếu ninh đế thầm nghĩ, không phải cố quận thần vây khốn lý lạc là thánh chỉ năm xưa của ông vây khốn lý lạc, nếu không vì thánh chỉ, không biết hiện tại lý lạc đã tiêu giao tới chỗ nào. Hắn mới 24 tuổi, không phải 42 tuổi, chạy hãy rất nguy hiểm." Chiếu Ninh Đế nói, "Đời người luôn có những nguy hiểm cần chúng ta khám phá, ngay cả ở trong hoàng cung cũng vậy, uống miếng nước cũng có thể không may sập chết." Cố Quận thần nói. Chiếu Ninh Đế biết hai người đã quyết định, ông không thay đổi được. Với lại, tới khi đó chưa chắc ông còn ở đây. Chẳng qua là cố quận thần thuận miệng nói tên những người hắn tín nhiệm, nhưng không có lão đại và lão tam. Mặc dù hiện tại mối quan hệ giữa hắn với lão đại lão tam khá tốt đẹp, nhưng tình cảm đó không phải là sự tín nhiệm chân chính từ đáy lòng. Chiếu ninh đế thở dài. Đây là hoàng thất. Giữa huynh đệ không có sự tín nhiệm chân thật. Có điều, cố quận thần có thể sử dụng bọn họ mà không tách bọn họ ra. Chiếu ninh đế đã đủ hài lòng. Nếu hắn loại bỏ lão đại cùng lão tam, đó mới là bi ai thực sự. Tông tộc không được hoàng đế yêu thích, người người đều có thể dẫm đạp, thậm chí tìm cách phá hoại. Uống trà ngon xong, cố quận thần và lý lạc tiếp chiếu ninh đế về cùng. Trên xe ngựa, chiếu ninh đế hưng phấn. Ân ân và cặp song sinh lớn rồi nhỉ. Không biết ân ân còn nhớ ta không? Bộ dạng ta thế này, chắc là nó không nhớ đâu. Sao chứ? Nhất định nhớ. Lý Lạc nói, thúc tổ phụ nó kính trọng nhất. Cho dù ngài ở bên ngoài, nói nhìn thoáng qua cũng nhận ra, thật sao? Chiếu Ninh Đế bị hắn chọc vui vẻ. Đương nhiên, Lý Lạc trả lời, trong đầu Cố Quận Thần thì nghĩ, cứ mạnh miệng đi, nếu tới lúc đó không nhận ra sẽ rất lúng túng. Lý Lạc liếc hắn một cái, làm sao có thể? Hắn đã nói chuyện với Tiểu Ân Ân trước rồi, ngay cả hình ảnh cũng vẽ, sao lại không nhận ra? Nhìn bộ dáng hắn tự tin, Cố Quận Thần biết hắn có cách. Chương 520, đêm trước kết thúc 6 về tới hoàng cung, chiếu ninh đế còn chưa tới tẩm cung thái thượng hoàng, tiểu ân ân mang cặp xanh đôi đứng chờ ngoài cổng. Thấy phụ hoàng và cha, cặp song sinh tự nhiên rất vui, từng đứa một hét lên. Cha, phụ hoàng, cha, phụ hoàng. Hai tiểu tử dáng dấp giống nhau như đúc, vui sướng chạy, bộ dáng kia thật là vô cùng khả ái. Chiếu ninh đế nhìn thấy mà cảm động, đây chính là cặp song sinh, bất quá không giống quận thần và lý lạc chút nào cặp song sinh chạy tới bên người lý lạc tò mò nhìn chiếu ninh đế tiểu ân ân tiến lên tôn nhi bái kiến thúc tổ phụ nhóc chào hỏi chiếu ninh đế đầu tiên sau đó hướng cố quận thần và lý lạc nói phụ hoàng cha nhóc dựa theo tôn ti già trẻ mà trong lòng cặp song sinh gần gũi nhất là cha sau đó mới là phụ hoàng đây là thái tử đúng không chiếu ninh đế nhìn nhóc vô cùng hài lòng quả nhiên như lý lạc nói đứa nhỏ nhận ra không năm đó thúc tổ phụ rời cung ngươi còn không biết đi bộ không biết nhận người tiểu ân ân cười nói phụ hoàng vẽ chân dung thúc tổ phụ ngài thường xuyên dạy tôn nhi nhận biết ngài cố quận thần cứng đờ hắn đâu có làm thế chỉ có lý lạc mới làm lại nói thành hắn cố quận thần đương nhiên hiểu lý lạc hiếu thảo cùng với hắn hiếu hảo ở trong lòng hoàng thúc là bất đồng nếu lý lạc hiếu thảo ông sẽ cảm kích nhưng hắn hiếu thảo ông sẽ thỏa mãn thân phận bất đồng kỳ vọng cũng sẽ không giống nhau thì ra là vậy chiếu ninh đế biết chẳng trách trên đường trở về phụ hoàng và cha ngươi nói ngươi nhất định nhận ra thúc tổ phụ tiểu ân ân nói thúc tổ phụ là danh tướng bất khả chiến bại từ nhỏ tôn nhi đã nghe chuyện của ngài mà lớn lên vô cùng tôn kính ngài nhưng không có duyên gặp mặt hôm nay gặp gỡ tôn nhi rất cao hứng phải không vậy ngươi phải nói cho thúc tổ phụ nghe một chút ngươi nghe chuyện gì về thúc tổ phụ chiếu ninh đế rất hài lòng với thái tử tiểu ân ân không có chút xíu nào không hài lòng nhóc hiếu thuận hiểu chuyện suy luận rõ ràng phần này hài lòng và yêu thích đã vượt qua cố quận thần bây giờ có tiểu ân ân ngay cả cố quận thần cũng bị gạt sang một bên vâng tiểu ân ân khôn khéo đáp thúc tổ phụ nguyên lai ngài chính là thúc tổ phụ a nhị hoàng tử mở miệng bé rời khỏi người lý lạc đi tới trước mặt chiếu ninh đế nhìn chiếu Ninh đế một vòng, tuy rằng ngài không to lớn như ca ca nói, nhưng cũng thật là cao. Phục, chiếu Ninh đế bị bé chọc người, lời nói ngay thơ chất phát mới thật sự đáng yêu. Ca ca ngươi nói ta thế nào? Ông không khỏi tò mò. Ca ca nói ngài đánh nhau rất lợi hại. Nhị hoàng tử nói, trẻ con mà, không biết phân biệt đánh trận và đánh nhau, cho nên coi đánh giặc trở thành đánh nhau. Chiếu Ninh đế nhìn về phía Tiểu Ân Ân, Tiểu Ân Ân đỏ mặt đệ đệ nghe lầm là đánh giặc đánh giặc không phải đánh nhau sao nhị hoàng tử hỏi đúng thúc tổ phụ đánh nhau rất lợi hại chiếu ninh đế tiếp lời bé thế ngươi đánh nhau có lợi hại không nhị hoàng tử hai tay chống nạnh dĩ nhiên là lợi hại lợi hại nhất cha nói đánh nhau lợi hại có thể bảo vệ quốc gia sau này ta sẽ lợi hại hơn đánh nhau rất lợi hại có thể bảo vệ quốc gia lời này lý lạc cũng xấu hổ nhưng dỗ dành chiếu ninh đế vui vẻ vậy ngươi theo ta học thế nào? Ta dạy ngươi, giúp ngươi lợi hại hơn. Có thật không? Nhị hoàng tử ánh mắt sáng ngời, càng thân cận với chiếu ninh đế hơn. Đương nhiên là thật, quân tử nhất ngôn. Tứ mã năng truy. Nhị hoàng tử nói theo, câu này ta biết, ca ca dạy. Nhưng ta không phải quân tử, cho nên phải nói là tiểu nhân nhất ngôn, tứ mã năng truy. Khả năng suy luận của nhị hoàng tử, tuyệt. Nhưng ngài cũng không phải quân tử. Nhị hoàng tử nói tiếp, chiếu ninh đế ngây ngẩn, ông không phải quân tử. Vậy ta là cái gì? Chiếu ninh đế hỏi, ngài là lão nhân, lão nhân nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nhị hoàng tử trả lời, ha ha ha, chiếu ninh đế cười lớn, oa nhi này quả là thú vị. Chiếu ninh đế vương tay, thúc tổ phụ ôm ngươi được không? Hiện tại tiểu ân ân cũng bị gạt sang một bên, chiếu ninh đế chuyển sang thích nhị hoàng tử nhất. Nhị hoàng tử tốt bụng vương tay cho ngài ôm, nhưng ngài không được mệt đâu, nếu không ta lại sai rồi. Hửng, tại sao? Chiếu ninh đế ôm bé, những người khác không ngăn cản. Mặc dù chiếu ninh đế thân thể không tốt, nhưng ôm tiểu A nhi ba tuổi vẫn có thể. Mặc dù nhị hoàng tử có hơi mập, nhưng đối với thể lực chiếu ninh đế mà nói, không thể coi là quá nặng. Cố quận thần câu mày định ngăn cản, nhưng bị Lý Lạc kéo lại. Lý Lạc lắc đầu, hiếm thấy hoàng thúc cao hứng như thế. Cố quận thần suy nghĩ một hồi, không ngăn cản nữa. Tam hoàng tử kéo y phục Lý Lạc, ý là bé cũng muốn ôm. Lý Lạc ôm bé lên, bé vui vẻ quấn lấy cổ Lý Lạc. Thúc tổ phụ cái gì chứ, bé thích cha ôm nhất. Bởi vì hiếu đạo nha, Nhị hoàng tử trả lời. Phải hiếu thảo với lão nhân. Ai dạy ngươi cái này? Chiếu Ninh đế hỏi. Ca ca, Nhị hoàng tử trả lời. Từ cuộc trò chuyện với Nhị hoàng tử, Chiếu Ninh đế phát hiện bình thường là tiểu ân ân dạy nhị hoàng tử cố quận thần và lý lạc đều ở nhưng lại để cho tiểu ân ân dạy có thể thấy cố quận thần và lý lạc muốn vung đắp tình cảm giữa các huynh đệ các bé cách nhau không bao nhiêu tuổi tiểu ân ân có những mối liên hệ và ảnh hưởng của riêng mình cặp song sinh trưởng thành sẽ không đe dọa tới ngai vai của tiểu ân ân với lại tiểu ân ân dạy bé từ nhỏ giống như ông và hoàng huynh vậy huynh trưởng là cha tình cảm huynh đệ càng thêm bền chặt bất kể là vì tiểu ân ân hay là vì cặp song sinh cố quận thần và lý lạc rất chú trọng việc giáo dục trên thực tế một mình lý lạc phụ trách giáo dục con cái lý lạc không thích cách giáo dục cổ xưa nên ngoài việc giáo dục tiểu ân ân để cố quận thần can thiệp việc giáo dục cặp song sinh hắn không để cố quận thần nhúng tay tiểu ân ân là đế hoàng tương lai ý niệm trong lòng nhóc không giống lý lạc là mọi người ngang hàng như nhau mà giống cố quận thần là ý niệm đế vương đoàn người tiếp tục đến Tẩm cung Thái thượng hoàng, Thái cực cung. Nơi này được xây dựng cùng với hoàng cung năm đó, về sau được làm lại, do Lý Lạc thiết kế, không dựa vào sự xa hoa, uy nghiêm mà lấy thoải mái làm chủ, thích hợp tu thân dưỡng tính. Lúc chiếu Ninh đế tiến vào thực sự rất thích. Lý Lạc cố ý thiết kế, chuẩn bị cho chiếu Ninh đế tới ở, không muốn để ông rời đi nữa. Cố quận thần muốn tận hiếu, hai vị vương gia cũng muốn tận hiếu, sao có thể cho ông rời đi chứ? Hơn nữa thái cực cung tuy ở trong cung nhưng là độc lập, nói cách khác, từ thái cực cung có thể trực tiếp đi ra khỏi cung điện, hai vị vương gia tới thăm chiếu ninh đế thuận tiện hơn, không cần ngày ngày tiến cung phải dè dặt. Thiết kế rất thân thiện với người dùng. Hoàng thúc thích chỗ này không? Lý Lạc hỏi. Chiếu ninh đế gật đầu. Thích, rất giống thôn trang của ta, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Ông nhập ngũ 20 năm, sau đó làm hoàng đế, vẫn luôn cảm thấy bị kiềm chế. Chỉ muốn buông lỏng thư giãn Một nơi thế này Vừa vặn phù hợp tâm cảnh ông Có thể thấy Lý Lạc rất có tâm Bàn về tâm Chiếu ninh đế biết Trong những người kia Không ai sánh bằng Lý Lạc Chỉ về phần tâm tư tỉ mỉ Rất giống hoàng huynh của ông năm đó Hồi đó Lý Lạc mới năm tuổi Đã có tâm tư như thế Thúc tổ phụ Ta dẫn ngài đi chơi Nhị hoàng tử dùng dân tục Khỏi ngực chiếu ninh đế Chờ chiếu ninh đế buông bé xuống bé giống như một con khỉ nhỏ bướng bỉnh nghịch ngợm thúc tổ phụ đi đường mệt mỏi phải nghỉ ngơi trước ngày mai con lại tìm thúc tổ phụ đi chơi lý lạc nói được rồi nhị hoàng tử dứt khoát lão nhân cần nghỉ ngơi lão vương gia cũng vậy lão vương gia chiếu ninh đế nhướng mi nhất thời không nhớ nổi là ai là lão thuần dương vương lý lạc nói chiếu ninh đế bừng tỉnh đúng vậy hắn cũng già rồi ta thế mà quên mất ông ấy còn lão hơn ngài nhị hoàng tử nói tóc bạc râu cũng bạc trắng còn muốn cùng ta chơi đùa chơi một hồi liền cảm thấy mệt mỏi thiệt là nghe giọng điệu chê trách không biết là ai nhớ tới lão thuần dương vương gương mặt ông lại mỉm cười tính cách này nhất định không giống lý lạc bằng về mặt khẩu thị tâm phi ngược lại có chút giống cố quận thần vậy chúng ta không chơi với ông ấy chiếu ninh đế lập tức nói không được đâu nhị hoàng tử phản pháp ông ấy là lão nhân nếu ta không chơi với ông ấy không có ai chơi với ông ấy hết ca ca nói chúng ta phải hiếu thuận trưởng bối ông ấy cũng là trưởng bối ngươi thật ngoan chiếu ninh đế khen bé đó là đương nhiên ta là hài tử ngoan nhất của cha nhị hoàng tử nhìn về phía lý lạc cha con có phải hài tử ngoan nhất của cha không tam hoàng tử cũng nhìn về phía lý lạc tiểu ân ân giống vậy nhìn về phía lý lạc ba hài tử phong ai cái danh hiệu ngoan ngoãn, đứa còn lại sẽ ganh tị. Con là hoạt bát nhất, tam nhi dịu dàng nhất, ân ân trầm ổn nhất. Lý Lạc lập tức khoe ra ba cái nhất, mỗi đứa một cái danh, không ai được thiên vị hơn. Lời dỗ dành cặp song sinh thì không sao, tiểu ân ân không còn ở độ tuổi dễ dàng bị mấy câu này dụ dỗ. Nhưng dỗ gì cũng là một cái nhất, nhóc không thèm để ý nữa. Đúng, con là hoạt bát nhất. Nhị hoàng tử lập tức đổi lời nói. Nói xong, tất cả mọi người cười to. Thật ra thì toàn bộ hoàng cung đều biết, nhị hoàng tử là hạt dẻ cười của mọi người. So với tam hoàng tử văn tĩnh, cảm giác tồn tại của nhị hoàng tử mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, tiểu hầu gia cực kỳ yêu thương tam hoàng tử. Tất cả những thứ liên quan tới bé đều vô cùng tỉ mỉ, cho nên mọi người không dám hời hợt tam hoàng tử. Với lại, mặc dù nhị hoàng tử hoạt bát nhưng vô cùng chiếu cố đệ đệ tam hoàng tử yếu ớt. Thu xếp ổn thỏa cho chiếu ninh đế, cố quận thần và Lý Lạc mang ba hài tử rời đi. Trước khi tổ chức đại thọ 60 cho Hoàng Thúc, để bọn nhỏ thường xuyên tới đây đi, thân cận với Hoàng Thúc nhiều hơn. Lý Lạc đề nghị, cố quận thần đồng ý. Ta báo cho đại ca và tam ca, mời bọn họ vào cung dùng bữa tối, ăn một bữa cơm gia đình. Hết chương 520.